Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một câu chuyện lừa đảo trong mua bán chim nha. Cái này là cũng nhiều anh em dính rồi. Hôm nay là trực tiếp mình là người trải nghiệm, cho nên mình sẽ kể câu chuyện để cho anh em phòng tránh nha. Anh em mua cũng như anh em bán chim nha. Là có một anh khách bữa thấy mình live chim. Mình vừa live chim thôi là thấy anh nhảy vô là anh xem chim là anh chốt vẹt vẹt. Nhìn chim đánh ưng à, anh kêu chốt. Chốt xong rồi ra ngoài kết nối với nhau xong rồi gọi điện. Gọi điện thì thấy anh cũng lớn tuổi rồi, nói chuyện cũng đàng hoàng, cũng ok đó, thấy cũng nhiệt tình. Hỏi chim kỹ càng lắm, rồi chọn cho anh con hay nhất, ok nhất. Xong rồi ông kêu là gửi ra ngoài Ninh Bình nha anh em. Này về Nho Quan Ninh Bình. Xong rồi ông kêu ông cọc trước một ít rồi cái gì ra đó ông thanh toán. Thì mình mua bán chim thì mình cũng ok, tại vì có nhiều anh em thì họ không nhận cọc, họ chỉ kêu đủ tiền thì chim mới lên xe. Nhưng mình thì khác, tại vì nhiều anh em ở xe họ chưa mua bao giờ thì họ cũng ngại. Thì mình thôi ok thì cứ cọc tiền lấy trách nhiệm nhận chim thôi. Thì mình cho ảnh cọc, mình xong rồi ảnh tự ảnh cọc 200.000. Thường thì mình bắt cọc 400-500.000 à, nhưng mà thôi ông kêu cọc 200.000. Ông lên một cái bill đó, ông gửi. Xong rồi mình kêu tiền chưa có anh ơi, mạng chậm hay sao mà nó qua muộn. Thì khúc sau là ông kêu cho ông gọi lại, ông kêu cho anh đăng ký cái dịch vụ của Viettel gì đó, là tiền qua chậm tầm 20-30 phút sau mới có. Thì mình nghĩ ủa làm gì có dịch vụ đó ra. Xong rồi thôi cả, xong rồi chọc sau tầm nửa tiếng sau là thấy tiền vô tài khoản 200.000 cọc. Thì lúc đó là mình mới nghĩ, cũng nghĩ vậy thôi. Xong rồi bắt đầu mình đi gửi chim cho ổng. Sáng cọc và chiều mình đi gửi rồi. Mình gửi chim ra cho ổng thì chim lên xe, chim ra tới ngoài nơi đó. Xong rồi mình thấy ổng thu hồi cái bill cũ rồi, là mình nghi rồi, cái bill cũ cũng thu hồi, kiểu sợ lộ á. Xong rồi tiếp tục là chim ra đến nơi thì gọi điện ổng cũng không được, thuê bao xong rồi nhắn tin, xong rồi ổng kêu ổng tắt máy, xong rồi chưa sao ổng nghe lại. Xong rồi mình nghi rồi, mình kêu cho anh ơi, chim thì đi ra xe thì tiền mà anh chuyển qua chậm vậy thì em không có cho nhận chim được, anh cứ đưa tiền mặt cho tài xế rồi có gì là cho nó dễ, cho chim đi. Chim đi ra xe mà quay đầu anh không nhận là chim nó không ổn. Xong rồi ông kêu để anh nhận. Xong rồi ông chập sau ông gọi lại, ông kêu là anh đi 2-3 chỗ rồi rút tiền rồi không có được, 2-3 cây rồi rút tiền. Mình nghi là chắc chắn là khoảng này là 90% rồi. Xong rồi tới ông kêu đợi xe đi rồi quay lại rồi ông rút tiền ông nhận, nhưng mà làm gì có đâu mà. Xong rồi tài xế cũng gọi cho ổng thuê bao, mình gọi cũng thuê bao, nhắn tin ổng cũng không trả lời. Xong rồi mình biết là ổng chơi chiêu đó rồi. Xong rồi mình gọi cho tài xế kêu anh chêm nước vô rồi gửi chim quay đầu lại cho em. Thì sáng nay thì chim mới về đây, đi đây về Nho Quan rồi nha anh em. Đây Nho Quan nè, thu hộ 2.8 triệu nè, là con chim 3 triệu. Thì về đây hơn là con chim nó vẫn còn khỏe. Thì bây giờ mình sẽ cho con chim nó ra nè, nó vẫn còn hót trong cái họng nè. Đó anh em có thấy không? Bây giờ cho nên là anh em mua chim thì sợ không giống cọc hay là đấy, cho mình thì bây giờ mình sẽ nhận cọc nhiều hơn nha. Anh em nào cảm thấy tin tưởng thì mua, còn không thì cứ tìm chỗ khác nha. Mình không có gì hết, cảm ơn anh em nha. Con chim này 3 triệu thu hộ 2.8 này, gửi về Nho Quan Ninh Bình này. Bây giờ mình sẽ thả ra nè, vẫn còn hơn là nó vẫn còn khỏe, vẫn còn hót được. Đây nha anh em, hơn là con chim ra học nó vẫn còn ổn nha. Con nuôi thì hơi gãy tí nhưng mà đây, chim da bò tơ này vẫn còn khỉ, là vẫn còn hơn cho mình. Rồi mình chia sẻ là cho một số anh em mua bán chim cũng rất kinh nghiệm nha, tại vì nhiều thủ đoạn lừa đảo lắm. Rồi cảm ơn anh em.